Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để trả lời hai câu hỏi của anh em hôm nay thì tôi xin nêu thông tin câu hỏi của các anh ha. Thì ở đây có một bạn và một anh có cùng chung một câu hỏi như thế này. Đó, thì có một bạn viết comment như thế này. Cho con hỏi, con có adapter 15V 3A sạc trực tiếp cho cái ắc quy 12V 2,5A được không chú? Con cảm ơn chú, chúc chú nhiều sức khỏe ạ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, thì cũng có một anh cũng có viết comment như thế này. Anh cho hỏi tấm pin 120W, em dùng pin ắc quy 150Ah, ngày dùng quạt và thắp sáng nên không bao giờ đầy. Vậy em đang tính cho sạc thẳng từ pin xuống để đạt hiệu suất cao nhất, không cần qua cục sạc vàng giảm hiệu năng, ok không anh? Đó, thì hai cái câu hỏi này tuy rằng mỗi một người sử dụng mỗi cái thiết bị nó khác nhau, nhưng mà nó có cái điểm chung ở đây là bạn và anh dùng dạng như cái điện áp DC, dùng từ cái điện áp cao cho nó chảy sang cái điện áp thấp, chẳng hạn như cái adapter và ngay cả cái tấm pin năng lượng mặt trời cho sạc trực tiếp vào pin đó, thì nó có cái chung ở đây là cho cái điện áp cao chảy sang cái điện áp thấp, nôm na là vậy ha. Rồi, thì để lần lượt để trả lời hai câu hỏi này, thì thật ra mà nói á, thì hai cái trường hợp này tôi đã và đang sử dụng đã qua rồi đó, thì nên thì tôi sẽ chia sẻ luôn ha. Đó, thì trước nhất thì trả lời cho một bạn là bạn dùng cái adapter để sạc cái bình ắc quy. Đó, thì như thế này nha, nếu cái adapter điện áp 15V ha, 15V thì có thể là sạc được cho cái ắc quy, nhưng đây là cái adapter thôi nha, chứ không phải là một cái củ sạc chuyên dùng để sạc một cái thiết bị nào đó, thì nó có cái chức năng là khi mà sạc đầy rồi nó tự ngắt. Còn đây là cái ốc tơ, khi mà nó chuyển nguồn từ điện 220 xuống điện DC á, có cái điện áp 15V với cái dòng là 3A trên 1 giờ đó. Thì nếu mà cái adapter này có cái điện áp 15V thì cũng có thể là sạc được cái ắc quy có cái điện áp 12V đó. Nếu mà cái adapter có điện áp 12V thì không thể nào sạc được nha, tại vì 12V có khi cái áp nó thấp hơn cái ắc quy nữa nên nó không có chạy sang ắc quy được, mà nhầm khi ắc quy nó sẽ chạy ngược lên cái adapter, không hay ha. Đó, thì qua câu hỏi của bạn thì tôi cũng đang sử dụng đây. Thì đây nè, tôi cũng có một cái đây, đây là cũng là cái adapter chứ không phải là cái con cốc sạc hay là cái chuyển nguồn hay là cái cụ sạc hay là cái ổ sạc gì đó. Đó, thì đây là cái như cái adapter đó, đây là, nhưng mà nó có hay ở chỗ này là nó có một cái chiếc áp để đây mình có thể mình chỉnh áp. Cái áp nó là nó dao động từ 3 đến 24V đó, nhưng mà cái dòng của cái này thì nó chỉ là hình như là 2A thôi. Đó, đây nè, DC nè, từ 3V đến 24V ha, với cái dòng là 2A thôi. Đây, đây là điện áp đầu ra của nó ha, là dao động từ 100V đến 240V ha, từng số Hz đây, 50 trên 60Hz ha. Rồi, đây là cái mẫu ha, model của nó ha. Đó, cái phần trên. Đây thì không nói đến phần này ha, còn cái phần thông tin này tôi cũng nói ra rồi. Còn cái phần thông tin dưới cái đầu ra của cái adapter này là nó có cái nút cái chiếc áp chỉnh áp được là từ 3 đến 24V với cái dòng ra là 2A trên 1 giờ, chứ không phải là cái củ sạc hay là cái chức năng để sạc cái này cái kia hay sạc pin. Đó, nếu mà chức năng chuyên dụng bên củ sạc mình dùng để sạc cái pin hay hoặc là dùng sạc để cái pin gì đó thì nó có cái chức năng khi sạc đầy thì nó tự ngắt. Đó, còn cái trường hợp này thì bạn dùng được, nhưng mà lưu ý vài điều. Tôi ví dụ như bạn đã có cái adapter với cái dòng là 3A và cái pin của bạn là 2,5A, thì bạn có thể là bạn chuyển bạn cắm vào cái adapter đó với cái pin đó có cái dung lượng tầm khoảng 2,5A thì tầm khoảng 45 phút bạn lấy ra nha. Đó, chứ không phải là như cái củ sạc chuyên dụng nó sạc đầy pin thì nó tự ngắt. Đó, thì mình cứ canh xem là tầm khoảng 45 phút, tầm là 1 tiếng đổ lại thì mình phải rút ra. Đó, tại vì cái adapter của bạn với cái dòng là 3A 1 giờ. Còn đối với cái ắc quy chỉ có 2,5A mà thôi. Đó.
Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn là được ha, nhưng mà bạn phải canh xem tầm tầm khoảng 45 phút bạn phải lấy ra nha, chứ không phải cái đó là cái adapter thôi, chuyển nguồn điện từ 220 xuống điện thế là tầm tầm 12 đến 15V mà thôi. Đó với cái dòng 3A chứ không phải là cái cốc sạc chuyên dụng mà sạc đầy pin mà nó tự ngắt, không phải nha. Lưu ý cái chỗ đó nha, được chứ không không được. Thì cái này gọi nôm na là mình dùng cái điện áp cao mình sẽ chuyển sang cho nó chạy sang cái điện áp thấp, nhưng mà nó không có cái chức năng đầy là tự ngắt nên mình phải canh thời gian mình rút ra. Đó, thì ở đây tôi dùng cái này, tôi mua cái này về tôi dùng. Đó thì ở đây nè, để tôi xin nói sơ qua về cái con của tôi đang sử dụng ha. Thì đây nè, tôi cấp nguồn cho nó ha, ghim vô cái ổ điện đây. Đây tôi ghim suốt ở đây luôn. Đó, thì ở đây nè. Thì cái đầu ra nó ở đây. Nó có cái chui tầm là 6 ly nè ha. 5 ly, 5 ly rưỡi hay 6 ly gì đây. Không rõ lắm, nhưng nó có một cái thông dụng như thế này, tại vì tôi á có nhiều cái thiết bị đây. Chẳng hạn như cây quạt tích điện đó, cái máy hút bụi cầm tay sử dụng pin, gây cả cái cục pin của máy fan, nhưng mà nó trùng có một cái á, là nó cứ cùng cái lỗ sạc là cùng với cái chui này, tầm 5 ly hay gì đó ha, mấy 5 ly, 5 ly rưỡi gì đây, đây cái lỗ này và ngay cái lỗ này đây trùng rồi, cái quạt này cái lỗ này đây nó cũng trùng đó. Nhưng ba cái thiết bị này á nó có cái điện áp khác nhau hết. Đó, cái cục pin này á là cái điện áp nó 12V, đây là pin lithium pin 3S ha. Đó. Còn cái máy hút bụi cầm tay này á thì nó chỉ có hai cái cục pin lithium tích hợp bên trong, cái điện áp nó tầm là hình như là có 7V, 7V 5 mà thôi. Đó. 7V 5. Còn cái quạt này á thì nó tích hợp bên trong á là cái bình ắc quy 6V 5A. Đó. Mỗi một cái điện áp nó khác nhau hết. Nhưng tôi sử dụng á, những cái cốc sạc của những cái thiết bị này thường xuyên nó bị hư hết á, vài tháng là nó hư, vài tháng là nó hư. Đó. Xin lỗi nè. Đó, tuy rằng ba cái thiết bị này nó không có cùng điện áp nên mình dùng chung một cái con cốc sạc là không được rồi. Tại vì cái này 12V, cái này 6V, cái này 7V rưỡi, đó, không có thể nào mà nó giống nhau được. Thì mà cái cốc sạc chuyên dụng của nó thì nó mau hư lắm, mỗi lần tôi mua cứ mua cái cốc sạc pin 12V về rồi xoay qua xoay lại thì nó cũng bị hư, ngay cả cái quạt này cũng vậy, ngay cả cái máy hút bụi này cũng vậy. Thì tôi tìm lên Shopee đó, thì tôi tìm cái adapter nó chuyển nguồn, đây là không phải là cái con cốc sạc đó. Cái thông tin mô tả của sản phẩm nhà bán hàng ta nêu ra rõ ràng, nhưng mình đã hiểu về bên cái điện này, mình hiểu về điện DC để mình hiểu qua cái thông tin cơ bản đó rồi, thì mình nắm bắt được những cái thông tin nó vậy thì mình mua về mình áp dụng vào. Tại vì nó có cái tiện ở đây là nó có cái nút chỉnh chỉnh áp ở đây, nó chiếc áp ở đây đó, thì như thế nào để tôi bật lên nha. Đây đó, bây giờ đây nè nha, đó cái điện áp nó nhỏ nhất đây nè, đây để tôi dần nhỏ nhất nha, đây nó nhấp nháy nháy qua màn hình là tầm tầm là 3,2 V đó đó ha. Rồi bây giờ tôi sẽ chỉnh lên từ 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 đó, 5V nè, 7V mấy nè, đó đó tôi tăng lên đó, mình tăng lên, nó có chiếc áp chỉnh áp ở đây đó, bây giờ tôi tăng lên hết ga luôn đó, tăng lên hết ga thì cái điện áp nó ra là 24,1V đó. Thì đó bây giờ thì như thế này ha. Nó cái này nó nằm ở trên cao rồi thì tôi quay này. Tôi ví dụ như tôi muốn dùng cái điện áp cao chạy sang cái điện áp thấp. Tôi ví dụ như bây giờ tôi muốn sạc cái quạt này thì tôi phải nắm được cái thông tin của cái quạt này là ở bên trong nó tích hợp cái bình, ví dụ như cái bình 6V với cái dung lượng nó là 5 Ah đó ha. Thì tôi sẽ chỉnh cái điện áp á, tôi sẽ chỉnh cái điện áp trên cái adapter này là tầm khoảng 7V 5 đó, 7V 5 đến 8V cũng được ha, phải trên 6V đó, tại vì mình dùng cái điện áp cao sẽ chạy sang cái điện áp thấp mà, thì tôi sẽ chỉnh là tầm 7V 5. Nhưng tôi phải thuộc lòng cái chỗ là cái dung lượng cái bình bên trong nó chỉ là lưu được 5A đó, 5A, còn 5A thôi ha. Còn cái adapter này á, cái dòng nó đây, cái dòng nó chỉ là 2A. Như vậy á, cái thời gian mà tôi chỉnh á, nó lên 7V 5 mà tôi cắm vào cái quạt này tôi sạc á, thì tôi độ tầm tầm khoảng 2,5 tiếng tôi rút ra đó, chứ không để nó duy trì hoài
tại vì nó không phải là cái con cốc sạc chuyên dụng mà sạc đầy cái pin nó ngắt đó. Tại vì lúc nào adapter này nó không có cái chế độ mà ngắt, sạc đầy từ ngắt gì hết, nó chỉ có nhiệm vụ là cứ mình chỉnh cái app bao nhiêu đó thì nó cứ nằm mà với cái số bao nhiêu nó duy trì mãi đó, thì mình cứ canh các thiết bị điện của mình, nó có cái số áp và cái dung lượng thì mình có thể là mình cắm giặt cho nó sẽ chảy điện sang nhất định một thời điểm nào đó, mình độ tầm tầm nó vừa đầy một cái pin hoặc một cái viên pin đó thì mình rút ra. Ví dụ như bây giờ tôi muốn sạc cái pin này đây. Xin lỗi anh em nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chỉnh lên đây nè. 7.37V đó, như thế ha. Thì bây giờ tôi sẽ ghim vô cái quạt này đó, sau khi ghim thì cái đèn đỏ này nó cháy đó, thì tôi cứ ghim như vậy thì tôi độ tầm khoảng chừng 2,5 tiếng thì tôi rút ra, tại vì cái pin nó, cái dung lượng của cái pin nó là 5Ah đó, lưu trữ 5Ah, mà cái này thì nó có cái dòng là 2A đó, dòng 2A thì mình độ đó là 1 tiếng đồng hồ nó đi sẽ chuyển sang 2A thì phải tầm khoảng 2,5 tiếng thì nó nằm trong vòng 5A. Mình độ như vậy á thì mình rút ra 2,5 tiếng mình rút ra nó ra là vừa ha đó. Còn ví dụ như bây giờ tôi muốn cho nó sạc cái viên pin này là viên pin lithium đó, thì cái viên pin này nó có cái điện áp á, pin này pin 3S đó. Ví dụ như tôi phải nắm được cái thông tin này, ví dụ như tôi nắm được cái viên pin này nó tầm, ví dụ như bây giờ nó là đây 1,5Ah ha, pin lithium ha, 12V nè đó, 1,5Ah. Thì nếu mà tôi cắm vào cái viên pin này á, tôi sử dụng hết viên pin này, tôi cắm viên pin này á, thì nó tầm tầm khoảng chừng 45 phút thì tôi rút ra nếu mà sạc cái viên pin. Nhưng mà mình phải nắm rõ đây là pin 3S nên cái điện áp nó rất là thấp, nó phải dưới 13V, thì bây giờ tôi có thể là tôi chỉnh cái điện áp là 13V để tôi ra cắm vào cái viên pin này ha. Đây rồi, bây giờ tôi sẽ rút cái này ra đó. Bây giờ ví dụ như bây giờ đây tôi chỉnh nó lên là tầm tầm đây đó, 13.1V ha. Rồi bây giờ đó 13.1V thì tôi sẽ cắm vào cái viên pin này như thế này đó, tôi sẽ cắm vào pin thì sau khi cắm thì nó tụt xuống là 0,1V đó, là tất nhiên á, là cái điện bên đây nó đang chảy vào bên đây, nó đang hút, nó làm tụt xuống 0,1V đó, là như vậy. Ví dụ rút ra thì nó có thể là hồi lên 13.1V là chứng tỏ cái adapter này điện nó đang chảy vào viên pin vào đây đó, là một cái trường hợp. Còn bây giờ tôi muốn sạc cái máy hút bụi này đó, thì tôi phải nắm rõ cái máy hút bụi này là cái điện áp của cái máy hút bụi này á, nó là 7,5V đó, tại vì nó sử dụng hai viên pin như là hai viên pin lithium đó, đó lithium đó ha. Đó thì pin này là cái điện áp nó 3,7V thì hai cái ở 7,4 tầm tầm. Nếu mà tôi muốn sạc cái này thì tôi chỉnh là tầm 8,5V. Đó thì tôi có thể là kim vào. Ví dụ nha. Thì tôi có thể là chỉnh đây đây xuống 8,5V ha. Rồi. Như đó đi. Nha. Ví dụ như thế này thì tôi có thể là ghim vô đây, ghim vào cái đít nó như thế này đó đó, tôi cũng có thể là ghim sạc đó cho tất cả các thiết bị điện của tôi có cái điện áp á khác nhau đó, thì cũng qua cái adapter có cái nút chỉnh áp này như thế này đó. Thì qua nội dung video như hồi nãy giờ tôi trả lời bạn là bạn dùng cái adapter để sạc cái bình ắc quy được nha, nhưng mà bạn phải nắm rõ những cái thông tin như nãy giờ tôi nêu ra
Đó mình phải biết rõ chứ không phải như là cái cốc sạc chuyên dụng mà mình cứ cắm bỏ duy trì đó là không được rồi. Mình phải canh giờ mình rút ra, tại vì những cái adapter nó không có chức năng là tự sạc đầy, nó kiểm soát được cái dung lượng của cái thiết bị đó mà đầy nó ngắt. Không phải nha, nó khác với cái những cái sạc ắc quy chuyên dụng hoặc là cái cốc sạc chuyên dụng thì nó khác. Còn cái adapter nó chỉ nguồn thì nó không có chức năng mà tự đầy rồi ngắt, không phải nha. Thì tôi cũng dùng nương na, tôi cũng đang dùng đó, như trùng hợp như bạn nêu ra thì tôi dùng cái cũng như adapter có cái chỉnh nút chỉnh áp ở đây để tôi sạc được tất cả các thiết bị điện của tôi đều có cái lỗ chu sạc á, nó trùng là năm cái lỗ 5 ly vậy đó. Đó, giống giống với nhau nhưng mà cái điện áp không có cái nào giống nào hết, cái 5 cái 6V, cái 8V, cái 12V. Nếu ví dụ tôi có cái 18, 19 hoặc 20V tôi cũng có thể là sạc được qua bằng cái này, thì nó rất là thuận tiện, nó có nút chỉnh áp ở đây thì tôi có thể điều chỉnh áp, tôi sẽ cho nó chạy sang các thiết bị điện khác. Thì tôi phải biết được cái dung lượng lưu trữ của các thiết bị đó và tôi nắm được cái thông tin chi tiết quan này với cái dòng nó là bao nhiêu trên giờ, thì tôi sẽ canh canh tầm tầm độ khoảng tầm 5-3 tiếng nó đầy cái thiết bị đó thì tôi sẽ rút ra. Ví dụ như cái này, nếu mà cái adapter của tôi này mà tôi ví dụ như tôi muốn sạc cái pin 100A như thế này đúng không, tôi muốn cắt cái điện ra, tôi kẹp làm hai cái kẹp, tôi sạc cái pin cho 100A này, tôi chỉnh lên điện áp là 15V, tôi sạc cái pin này nếu mà 100A thì tính xem với cái này cái dòng 2A thì nó tầm tầm á, cho nó sẽ chạy điện sang cái pin 100A này nó tầm 50 tiếng đồng hồ thì mình sẽ rút ra, kiểu kiểu là vậy. Mình phải biết được cái thông tin của cái adapter và những cái dung lượng lưu trữ của mình là cái nó lưu được bao nhiêu, đó là như vậy ha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng bạn ha, đó là như vậy. Rồi để tiếp đến là cái câu hỏi của một anh, thì anh cũng có nói là anh sử dụng những cái tấm pin 120W đó, thì anh có thể là anh sạc trực tiếp xuống cái pin 150A của anh được nha anh, nhưng mà anh phải lưu ý ở chỗ này đó, thì cái điểm giống nhau là dùng những cái điện áp cao cho nó chạy sang cái điện áp thấp đó được. Thì tôi đã qua sử dụng rồi, thì cái lần đầu tiên khi mà tôi sử dụng cái pin năng lượng mặt trời thì là lần đầu tiên ha, tôi chỉ mua cái tấm pin 150W của công ty Vũ Phong, đó là cái tấm pin vuông 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 150W á, là cái cell pin Singapore gì đó, lâu lắm rồi đó, tầm trên 3 năm rồi đây nè. Lúc đó tôi mua cái tấm pin đó thì được tặng cái con sạc kỹ thuật số như thế này của công ty Vũ Phong ha. Đó thì về tôi sử dụng đầu tiên là tôi sạc những cái bình axit nước, và cái bình này đây là cái bình khởi động khu kín khí 100A của tôi mua đầu tiên, nay là có là 3 năm mấy tuổi rồi, trên 3 năm, mà những ba cái bình này trên 3 năm, nhưng mà nói về mua trước tiên nhất là cái bình này, rồi sau một tháng sau mới mua cái bình này, bình này, những cái ba cái bình này là trên 3 năm tuổi rồi. Thì tôi sử dụng cái con sạc của công ty đó tặng tôi luôn cái tấm pin đó như thế này nè, cái con sạc này sạc kỹ thuật số ha, thì đây nó có nút on off nè để tắt mở đó, nó rất là tiện sạc đến bây giờ, công nhận nha. Tôi công nhận tuy tôi không có xài sạc này nhưng mà nói về cái chất lượng sản phẩm là tôi thấy là nó cái dạng như cũng là trâu bò thật á. Đó, dùng tôi dùng nước mặn mà thấy nó không rò rỉ sét hết gì ha, rất là tới bây giờ còn sáng bóng nè, ở mức độ là còn y nguyên luôn, tem bọng nè còn nè, y nguyên luôn á đó. Đó thì cái con sạc này á, cái điện áp nó khi mà sạc á, nó tầm tầm lên cái bình của mình 13.5V là nó ngắt, ở trong nó có mấy cái dơ le hồi nào cũng vậy, nắng mà yếu nắng cứ nó làm lắc cắt lắc cắt lắc cắt cắt, nó tắt nó mở nó tự động bên trong, tôi chịu không nổi đó. Sạc bình nó lâu đầy lắm, sạc kỹ thuật số mà, nó khác với cái sạc sung là sạc BBKM nha. Đó. Thì tôi mới lần đầu tiên mà mình sử dụng pin năng lượng mặt trời cũng không có rành lẻ rẻ gì lắm, nhưng tôi lúc đó thì nói về điện DC thì tôi đã hiểu đó, và tôi cũng sử dụng những cái pin axit nè, axit chì nè lâu lắm rồi, cái tại vì tôi sống vùng sâu vùng xa mà chỉ sử dụng pin năng lượng để sạc bình hơn 3 năm nay thôi, còn những 20-30 năm nay là đối với gia đình từ ba mẹ tôi đến đời tôi là toàn là sử dụng những cái pin này để thắp sáng hoặc là sạc điện thoại được không à. Đó đến bây giờ luôn cũng sử dụng những cái pin này, nhưng mà hồi trước sử dụng pin nước, bây giờ sử dụng pin khô rồi. Đó thì cái sạc này nói chung sạc pin nó không có đầy, cái pin nó lạnh tanh ha, mà cái sạc nó đã ngắt rồi, nó không chịu sạc nữa, thì tôi mới bắt đầu tôi mới tháo con sạc ra, tôi bỏ ha cái tấm pin 150W á với cái pin 100A này
mà lúc đó tôi vẫn sử dụng những cái đồng hồ này nha, để tôi kẹp vào cái pin để tôi kiểm tra app. Thì tôi sạc, tôi làm cái hai cái đường dây của tấm pin xuống, tôi bắt ra hai cặp bình luôn. Đó, có nắng lên tôi kẹp cho chạy sạc trực tiếp vào bình với cái tấm pin 150W với cái bình 100A như thế này luôn. Đó, nó chạy rất là mau, cái pin rất là nóng, nhưng cái app nó tăng lên rất là nhanh. Đó, chạy trực tiếp rất là nhanh, nó không qua con sạc, nó không có qua một cái trung gian này đỡ quằn quèo, nó giảm đi cái công suất của tấm pin. Đó, như anh đi ra ha. Nhưng anh lưu ý ở một điều là khi mà cái pin mình nó đói á, thì nó hút cái công suất của tấm pin á, làm cái áp của tấm pin nó tụt xuống. Cái tấm pin á, cái điện áp nó rất là cao nha. Cái điện áp dao động từ 18 đến 22V là điện áp hở mạch, là 22V. Đó, khi mà mình thời tiết nắng tốt đi, nếu mà cái pin mình đã đói mình cắm vào thì bắt buộc cái công suất của tấm pin á, nó cái áp nó tụt xuống, nó tầm tầm dao động. Ví dụ như cái pin mình đang đói là 11V5 đi. Đó, cái tấm pin ra 18 đến 20V, 22V thì mình cắm vào cái pin thì lúc đó cái pin nó chỉ lên tầm tầm là 12V thôi, cái công suất của tấm pin nó tụt xuống do cái pin nó đói, nó hút điện. Đó, nó hút điện làm cái công suất tấm pin á, cái áp pin nó tụt xuống nha. Đó, thì không sao hết ha. Nhưng cái pin nó gần đầy sao, cái điện nó trên 50% cái lượng điện bên trong, khi mà cái app nó nằm nằm cái chừng 13-14 nha, thì lúc đó cái pin nó gần no rồi, nó ăn ít trở lại rồi, thì lúc đó cái tấm app tấm pin nó mới tăng dần lên, nó tăng dần, nó tăng dần lên 15, 16, 17, 18, 19V luôn. Đó, nó mới trở về cái app pin, thì cái lúc đó mới là ảnh hưởng đến cái pin hư trực tiếp. Nên cái trường hợp này anh phải xem ha, cái pin của anh á, nếu mà anh muốn sạc trực tiếp thì anh phải lắp cái đồng hồ đo áp ha, anh phải kiểm tra. Nếu bữa nào mà anh ít sử dụng hoặc là nắng tốt, anh ít sử dụng điện do pin á, thì anh có thể, anh thấy cái điện áp pin nó nằm cỡ chừng 15V hoặc trên 15V thì anh có thể là mở kẹp ra nha, chứ anh không có cho chảy vào nữa. Anh cứ cho chảy vào là cái pin nó chảy vào ha, điện nó chảy vào nó lên 18-19V luôn. Thế đó, cái pin nó nóng á, nó phù, nó hư pin luôn nha anh. Đó, sạc nhanh đầy nhưng mà cũng nhanh hư bình. Thì cái gì cũng vậy, nó có cái mặt và cái trái, cái lợi và cái hại đó. Nếu mà qua được cái bộ sạc á, thì cái bộ sạc nó bảo vệ, khi mà cái ngưỡng áp á, đã đến đó rồi thì nó sẽ hạn chế lại ha, nó không có tăng áp nữa, nhưng mà nó vẫn cho cái dòng sạc với chế độ sạc nhỏ giọt đến hẳn cái bình đầy luôn. Còn nếu mà mình sạc trực tiếp á, thì vẫn ngon lành can đao vẫn được, nhưng nó có một cái điểm ở đây là nó không có cái điểm dừng ở cái áp ngưỡng pin là tầm tầm 15V đổ lại, nhưng mà nó trở về cái áp pin là lên tầm là có thể là lên hết cái công suất điện áp của tấm pin luôn là tầm tầm 19-20V luôn. Lúc đó thì hư cái pin mình rồi, cái pin này mà lên tầm 16-17V là hư pin rồi đó, cái pin nóng nó phù luôn rồi đó. Thì anh phải gắn cái đồng hồ đo áp, anh phải kiểm tra lại, anh phải lúc nào anh phải kiểm tra. Nếu mà sử dụng sạc trực tiếp thì nó hơi cực cho mình. Đó, nếu mà lúc nào cái pin anh nó cũng đói đói lửng lửng á thì không sao ha, nếu mà cái pin anh nó gần no rồi thì cái áp nó tăng vọt lên liền. Đó, pin đói thì nó hút điện làm cái áp tấm pin nó tụt xuống, nhưng pin no rồi thì cái áp pin nó mới tăng lên, thì lúc đó mới ảnh hưởng đến cái pin nha anh. Đó, thì qua vài thông tin xin chia sẻ của anh là sạc trực tiếp từ cái tấm pin năng lượng xuống cái pin được chứ không được. Đó, được, nhưng mà phải canh. Đó, phải canh, không có để điện áp cái pin nó vượt trên 15V, nếu mà nó vượt trên 15V là hư cái pin nha. Đó. Rồi, nói hồi nãy giờ chỉ có hai câu trả lời của anh em mà cái video 23 phút mấy rồi anh em à. Thôi, phải kết thúc video thôi anh em à, làm mất thời gian anh em khá nhiều rồi. Rồi, bây giờ thì tôi xin tạm dừng, xin chân thành cảm ơn anh em nhé.